Trong quá trình sử dụng xe đạp, sẽ khó tránh khỏi tình trạng bánh xe, vành xe bị chao đảo do các cam xe đang bị lệch trái hoặc lệch phải. Nếu không được khắc phục kịp thời, sẽ dễ gây nên những tai nạn không mong muốn trong quá trình đạp xe. Xe đạp xanh xin bật mí đến các bạn cách rút cam, cân vành chi tiết, đơn giản, dễ thực hiện ngay tại nhà nhé! Trước tiên, bạn cần chuẩn bị dụng cụ rút cam hay còn gọi là dụng cụ chỉnh cam được bán sẵn từ các cửa hàng xe đạp với giá khoảng vài chục nghìn đồng. Dụng cụ này sẽ giúp quá trình rút cam dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đầu tiên, bôi trơn đầu cam xe một ngày trước khi rút cam. Đây là lưu ý cực kỳ quan trọng. Bạn cần phải bôi trơn đầu cam xe đạp bằng dầu chuyên dụng như RP7 và để qua một ngày trước khi tiến hành rút cam. Sở dĩ phải để qua một ngày là vì cam xe sau khi quá trình sử dụng rất dễ bị rỉ sét. Và nếu bạn không bôi trơn đầu cam thì bạn sẽ dễ gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Nắm rõ quy tắc cân vành xe đạp, lưu ý cuối cùng và không kém phần quan trọng trước khi rút cam, cân vành xe đạp đó chính là bạn cần phải nắm rõ quy tắc cân vành xe đạp. Mỗi bánh xe đạp đều được thiết kế hai hàng cam đối xứng qua trục và xen kẽ trái phải để giữ cho bánh xe luôn quay thẳng không bị chao đảo. Nếu bị lệch về bên trái thì tiến hành siết cam bên phải cho đến khi vành xe cân đều. Ngược lại, nếu vành xe bị lệch về bên phải thì bạn sẽ siết cam bên trái, điều chỉnh cho đến khi thấy hợp lý. Cách rút cam cân vành xe đạp chi tiết đơn giản. Bước 1. Dùng dây rút hoặc tay để kiểm tra nơi bị lệch. Xoay bánh xe đạp quay đều tại chỗ, đặt dây rút hoặc tay vào gần bánh xe để kiểm tra xem bánh có bị chạm vào dây hoặc tay hay không. Nếu thấy bánh xe cọ sát không đều, chỗ chạm chỗ hở thì đó chính là dấu hiệu cho thấy vành xe đang bị đảo lệch và cần phải điều chỉnh lại cho hợp lý. Bạn hãy xoay chậm bánh xe đạp tới lui để xác định vị trí vành bị lệch. Bước 2. Tiến hành rút cam ở những chỗ bị lệch. Sau khi đã xác định được vị trí vành xe bị lệch, bạn sẽ tiến hành dùng dụng cụ rút cam để rút và siết cam sao cho phù hợp theo nguyên tắc cân vành xe đạp. Lệch phải thì siết cam bên trái và ngược lại, lệch trái thì siết cam bên phải. Đặt dụng cụ rút cam vào vị trí đã xác định cần điều chỉnh. Dùng lực siết từ từ một khoảng, từ nửa vòng cho đến một vòng, sau đó kiểm tra lại. Bước 3. Xoay bánh xe và xác định lại độ lệch một lần nữa. Khi đã siết điều chỉnh cam xe lần 1, bạn sẽ tiến hành xoay bánh xe thêm một lần nữa để kiểm tra xem vành xe có bị lệch hay không và đang lệch theo hướng nào để tiếp tục điều chỉnh. Thực hiện thao tác này lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi vành xe thẳng, không còn cọ sát vào tay. Trên đây là một số những lưu ý và các bước để tiến hành cân vành xe đạp mà Xe Đạp Xanh đã tổng hợp được. Hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Xe Đạp Xanh và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.